Mình đang có mặt tại hẻm 1079D. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một miếng đất có diện tích là ngang 6:20, tọa lạc lại trong cái hẻm 1079D này. Chào mừng bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hôm nay mình đang có mặt tại hẻm 1079D, đường Long Quang Kỳ, quận Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mình sẽ giới thiệu bạn một cái miếng đất đã được đổ nền sẵn. Miếng đất này có chiều ngang là 6m, chiều dài của miếng đất là 20m nha bạn. Hẻm cũng rộng, xe ô tô có thể vào được thoải mái. Đây, miếng đất đã được chủ đất đổ nền sẵn, việc mua về xây dựng thôi. Diện tích là 6 x 20. Bây giờ mình sẽ đi một vòng miếng đất cho các bạn xem thử. Bên hông là mình vẫn còn một khoảng trống không bạn. Nền thì được đổ cát sẵn nè. Khu này thì nó vẫn còn nhiều cây cối, nó không khí nó mát mẻ. Đất là đất chính chủ các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên clip này để gặp và trực tiếp chủ đất. Video clip của mình sẽ được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo. Mình sẽ quay tổng thể cái khu đất cho các bạn nhìn thêm một lần nữa nha.